Chào mừng anh em đã quay lại với kênh Minh Phụng Music. Đội ngũ nhân viên đang tiến hành những công việc cuối ngày thì showroom vinh dự được đón anh khách hàng từ Biên Hòa, Đồng Nai không ngại đường xa đến showroom 347 Điện Biên Phủ để sắm ngay cây organ Custman K200. Bên cạnh đó, anh cũng là một viewer thân thiết của team. Anh đã theo dõi kênh YouTube của Minh Phụng rất nhiều thì đã xem được clip unbox và overview K200 nên anh quyết định đến đây và rước em nó về nhà. Nào, cùng bắt đầu video thôi. Cùng điểm qua phần quà tặng kèm theo đàn nhé. Quà theo đàn sẽ là bao đàn đến từ nhà Custman và chân đơn. Tiến hành khui đàn thôi, nhân viên dùng dao rọc nhẹ bên mép thùng, mở hộp đàn lấy phụ kiện với anh khách nhé. Trong thùng K200 gồm có giá để sách, sách hướng dẫn, cây đàn và nguồn. Ngoài mức giá hợp lý, thông số kỹ thuật được tư vấn đầy đủ. Những lý do nào làm anh muốn sở hữu ngay K200, khám phá thôi. Màn hình LCD hiển thị rõ nét các chức năng của đàn, bàn phím cảm ứng lực đánh và nhiều chức năng phục vụ việc học nhạc của bạn như metronome, đếm nhịp, double voice, trộn tiếng, jazzbo, tăng giảm tông, thư viện âm nhạc đa dạng 390 tiếng, 100 điệu và 64 polyphony, kết nối USB để người chơi luyện tập dễ dàng. Chế độ bảo hành khi mua đàn tại Minh Phụng Music hấp dẫn như thế nào? Tìm hiểu nhé. Bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Team đã tiến hành bỏ đàn vô bao cùng đầy đủ phụ kiện với phiếu bảo hành để anh thuận tiện nhất khi mang chiếc organ này về. Ngoài ra, thời tiết thành phố thường hay có những cơn mưa bất chợt, chính vì thế đàn đã được các bạn quấn bảo vệ bằng ni lông nhiều lớp để tránh ẩm ướt khi trời mưa và chống chảy xước va đập, sau đó cố định bằng băng keo giúp anh mang về được an toàn và gọn nhẹ. Đàn được mang ra xe cùng anh về nhà. Sự tin yêu và đồng hành của khách hàng gần xa là trách nhiệm cũng như mong muốn mà đội ngũ Minh Phụng Music luôn luôn cố gắng từng ngày để đem đến khách hàng những sản phẩm chất lượng hàng đầu. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ mình, đón chờ những clip sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.